Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn. Tình hình mất điện hiện nay thì khá là phổ biến rồi và rất là oi bức. Thì hôm nay mình sẽ quyết tâm là mình sẽ chế một cái bộ bình hai bình 12V, dung lượng là 30 mAh. Mình sẽ đấu nối thành 24V và đi qua cái áp số mát này. Ở đây là chính là cái bộ sạc nghi nhãn hiệu là Panasonic này, nó có sạc nhanh 3 giai đoạn. Ở đây thì nó có rất là nhiều cái chế độ, ví dụ khử xù phát, bảo dưỡng bình. Đấy, cái bộ này sạc này thì mình mua hơn 300 nghìn nhé. Các bạn có thể tìm trên Lazada rất là nhiều. Còn đây là một cái bộ kích điện từ 24V lên 220V của mình. Thì ở đây là mình cũng đặt ở trên Lazada luôn các bạn. Thì mục đích của nó là nó sẽ kích từ 24V lên 220V, và đây là đầu cái cắm tạo 12V DC, 12V. Ở phía bên này của nó là chính là hai cọc âm dương và một cái quạt tản nhiệt. Ở phía trước cái hiển thị của nó chính là một cái dãy hiển thị, tức là vạch báo pin này, và các có bốn cái cổng là đầu sạc 5V 2,4A. Thì ở đây thì ghi cái ký hiệu hình ảnh thì nó ghi được sử dụng rất là nhiều cái thiết bị. Tuy nhiên thì theo mình khuyên các bạn là chỉ sử dụng quạt và điện thôi, điện thắp sáng thôi, chứ còn nếu các bạn để cắm ấm siêu tốc rồi thì nấu cơm thì mình nghĩ rằng là không phù hợp cho lắm. Nếu các bạn có nhu cầu như thế thì chúng ta sẽ sắm máy phát điện hơn các bạn nhé. Việc đầu tiên thì mình sẽ tháo hai cái đầu cọc pin âm và dương của hai bình này, và mình sẽ kết nối cọc dương của bình này sang cọc âm của bình kia. Để làm như vậy thì chúng ta mới có thể rằng là nâng cái hiệu suất của nó từ 12V lên 24V 30 mAh. Đó, các bạn cứ vặn đúng chiều. Các bạn lưu ý đối với những thao tác mà chúng ta vặn ốc ở trên cái bình ắc quy này ấy, thì chúng ta nên là gì ạ? Là chúng ta sẽ vặn chặt, thật chặt, đúng không ạ? Chúng ta sẽ mua những cái đầu rồi jack kết nối mà nó có cái kết nối tròn như thế này, và sau khi chúng ta vít ốc vào lại thì nó sẽ chặt chẽ, thì tránh cái hiện tượng mà khi chúng ta mà vặn không chặt chúng ta đấu nối dây ấy. Thì trước đây mình cũng gặp, đó chính là mình đấu nối không chắc chắn ấy, thì mỗi lần mà mình bật hoặc sử dụng ạ thì nó sẽ bị đánh một ve lửa, thì nó có tẹt tẹt đấy. Thì làm như vậy thì nó vừa gây hỏng bình các bạn nhé. Rồi, đây là một cực, thì mình đã nối từ cực dương của cực này sang cực âm của cái bình khác. Và tiếp tục bây giờ là mình sẽ tiến hành là cắt nối hai cái đầu dây ra, tức là mình sẽ phân biệt rõ ràng là một nguồn dương là màu đỏ, nguồn đen là màu âm. Thì để như thế này thì đối với cái dây mà nó nối từ cực dương của bình này sang cực âm của bình khác ấy, thì chúng ta có thể là không cần phân biệt cũng được. Mặc dù ở đây là mình cũng có đặt ở trên Lazada thì mình cũng có yêu cầu họ là phân biệt cho mình là màu đỏ và màu đen. Tuy nhiên thì họ lại ra toàn bộ màu đen, cho nên bắt buộc mình phải dùng như vậy. Thì tuy nhiên thì ở đây khi mà mua cái bộ đổi nguồn như thế này thì họ sẽ đi kèm cho chúng ta một cái bộ đầu dây kẹp với bình ắc quy. Tuy nhiên thì mình sẽ cắt bỏ hai kẹp đầu bình ắc quy đi, và mình sẽ tiến hành là đấu vào một cái đầu vào bộ automat của mình ạ. Các bạn biết mục đích của cái automat này để làm gì ạ? Trước đây ấy, thì mỗi lần khi mà mình đấu nối cực từ cái bình ắc quy vào cái bộ biến đổi nguồn kia kìa, thì nó hay bị mô ve, nó hay đánh lửa. Nếu như bạn nào bình thường thì các bạn quen thì không sao, nhưng có một số bạn quen không quen mà làm ạ, thì cảm giác là nó giật, nó hơi giật mình và nó đánh tóe lửa. Thì như mình đã nói là chúng ta sẽ hạn chế cái việc mà bị đánh tóe lửa như vậy, thì nó sẽ không tốt các bạn nhé. Đó, một cực như thế này. Và tiếp tục rồi hai cái đầu ốc này thì chúng ta sẽ đi đúng vào cái hai cực của bình ắc quy ạ. Ở đây mình sẽ đổi lại đầu dây mình đang để nó hơi ngược một chút ạ. Mong các bạn thông cảm, mình sẽ đi lại cái đầu dây theo cái đúng chiều của nó. Rồi, hiện tại thì màu đỏ thế là dương thì nó đang nằm ở phía bên tay phải của chúng ta, và màu đen chính là cực âm nằm bên tay trái của chúng ta. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ sẽ là đi vít ốc vào. Thì các bạn nhớ nhá, vít ốc thật chặt để tránh hiện tượng là mô ve đánh lửa. Khi các bạn đấu qua cái automat ấy, thì khi các bạn mà dùng thì các bạn sẽ bật lên, và khi các bạn không dùng thì các bạn sẽ tắt đi. Mình nghĩ rằng thao tác này nó sẽ hay hơn là khi các bạn đấu nối thẳng từ bình vào cái bộ
biến đổi nguồn kia, thì như mình cũng vừa nói thì nó sẽ gây ra hiện tượng là đánh lửa các bạn khi nó mới tiếp xúc. Và tiếp tục thì bây giờ là chúng ta sẽ cắt bỏ hai cái đầu dây đen này, và chúng ta sẽ đấu nối từ cái aptomat lên đến cái bộ đuổi nguồn. Đối với cái dây nguồn mà các bạn đi từ cái nguồn điện từ bình ắc quy vào aptomat và từ aptomat đi vào cái bộ đuổi nguồn, thì các bạn nên chọn những cái loại dây nó có kích thước lõi đồng to một xíu các bạn nhé. Nếu các bạn để bé quá thì mình cũng nghĩ là nó không tốt lắm. Thì các bạn cứ chọn những cái đồng mà nó cái đầu sợi dây của nó to một chút thì đi cái đường điện của chúng ta nó ổn định và nó không bị nóng. Bây giờ thì đối với cái trường hợp mà tiếp tục cái nguồn điện từ aptomat vào trong cái bộ đuổi nguồn thì mình không có cái dây đỏ thì tiếp tục. Nhưng ở đây các bạn phải lưu ý rằng là chúng ta sẽ đấu đúng cái nguồn phía bên cực dương của bình ắc quy thì nó sẽ đi vào đúng cái cực dương của cái bộ đuổi nguồn, tránh sai sót trong cái việc này các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vặn cái cực dương ra đầu tiên. Các bạn nếu như đi qua aptomat như thế kia thì các bạn đấu thoải mái, không bao giờ bị đánh chập chạm chập hoặc là mua về là đánh tia lửa điện các bạn nhé. Trước đây thì mình gặp đã nhiều rồi, thì sau những lần này thì mình đã rút kinh nghiệm đó. Các bạn đánh vào thì nó không bao giờ nó bị đánh tia lửa điện nữa. Còn như là trước mình cũng mỗi lần mình kết nối như kiểu này thì bắt đầu là điện nó bị đánh, nó cứ chẹt chẹt, mình cũng rất là hãi luôn. Mặc dù là nó không nguy hiểm đâu nhưng mà nó cũng gây ra cái hiện tượng là giật mình, nó không tốt lắm. Và là mình sẽ đấu nối nốt cái cực âm. Về cái chiều mà các bạn để dây điện này thì tùy các bạn lắp cái bộ đuổi nguồn này ở vị trí nào thì các bạn sẽ quay cái đầu dây với vị trí tương ứng để nó cái thuận tiện thao tác của các bạn làm đầu nối. Rồi bây giờ thì hiện tại thì các bạn thấy rằng là mình đã đấu nối xong cái nguồn điện từ ắc quy từ hai bình 12V lên 24V 30 mA qua một cái cầu dao, và sau đó từ cầu dao thì sẽ đi vào một cái bộ đuổi nguồn từ 24V lên 220V. Và các bạn chắc chắn sẽ một điều là các bạn sẽ quan tâm là sau khi hoàn thành thì nó như thế nào, đúng không ạ? Thì bây giờ hiện tại thì mình sẽ chưa bật cái nguồn đổi vội, bây giờ mình sẽ đo trực tiếp xem rằng là cái nguồn điện nó đã đi qua cái aptomat khi chúng ta mở chưa. Rồi các bạn nhìn thấy hiện tại bây giờ nó đang lên tận 25V nhưng không phải là 24V đó ạ. Thì đây là các bạn đã nhìn thấy rằng là cái điện của chúng ta đã vào cái bộ đường nguồn rồi. Thì một bên là hiện lên 25V5 và một bên đầu ra của nó là 220V. Thì đây là cái kết quả của chúng ta nhá. Các bạn nhìn thấy ạ, 22V 25,2 và đầu ra là 220V. Và bây giờ mình đang sử dụng rằng là hai chiếc quạt, một chiếc quạt cây lớn và một chiếc quạt quạt màn nhỏ. Thì các bạn thấy rằng nó quay rất là tiết rồi. Thì cái video của mình chia sẻ các bạn đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.